Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhung Phan Channel. Tối nay thì hai chị em mình lại tiếp tục đi ăn khuya. Ủa quên, lâu rồi không đi ăn khuya chứ không phải là tiếp tục. À, cũng tầm khoảng 2-3 tháng hả? Ủa, trước dịch luôn Thiên Thư, cũng là 5-6 tháng rồi đó. 5-6 tháng 5 tháng rồi, chị em mình không có đi ăn khuya cho nên là hôm nay hẹn nhau. Hôm nay hẹn nhau để đi ăn khuya. Và mọi người hãy cùng theo chân hai chị em mình đến chỗ ăn khuya nha. Cũng chưa có biết là ăn ở đâu nữa. Trong đầu nghĩ là sẽ vào siêu thị mini ăn. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi thôi. Let's go. Bây giờ chuẩn bị 2 dù. Mà trước khi mình đi thì phải bơm sen cái. Dù là Thiên Thư nó nhỏ nhắn nhưng cũng sen quá mệt. Không thể nào không bơm được. Nói gì thôi đi xe em đi. Thôi xe em lỡ hết điện dưới chừng. Không, hồi nãy cũng còn. Đi có xe môi mà hơn đúng không? Thôi vậy thôi lấy xe em đi. Yeah. Cái đồ Thiên Thư chở. Ok ok. Ê mà để đi xe em không có chỗ hết chân sao? Chịu đi, chịu khó. Ok rồi. Vậy là vẫn là cuộc hành trình Thiên Thư chở mình đi ăn khuya. Lỡ hết điện không biết đâu nha. Để bộ. Cầm. Ấy da, lúc này cái xe Thiên Thư hơi bị mát mát một chút. Chuẩn bị phải thay xe rồi các bạn ơi. Mọi người ơi, đi ăn khuya định chụp hình mà mang dép, cuối cùng bây giờ phải thay đôi giày. Tại vì sao? Nhìn chị Nhung mang giày lịch sự quá, không lẽ mình mang dép thì cũng hơi bị kỳ. Lúc mà Thiên Thư cần đi chụp hình á, mình mang giày đàng hoàng, cái bộ mình nó rất là đẹp á, thì chị Nhung lại mang dép và mang cái bộ nó rất là kỳ. Còn những cái lúc mà mình cảm thấy nó không cần thiết á, thì chị Nhung mặc đồ rất là đẹp, còn mình mặc đồ rất là kỳ. Rất là tàn. Mọi người ơi, ở ngoài đường không còn một bóng người luôn. Bây giờ chỉ có hai chị em mình thôi. Rồi ra đi em. Biết không, ở trong cái khu của chị bây giờ những cái đường phụ là người ta khóa rào hết rồi. Yeah. Bây giờ là phải đi ra đường chính thì mình mới ra khỏi cái khu được. Lâu rồi hai chị em mình mới có cảm giác đi khuya á mọi người. Rất là mát nha. Mát còn hơn lúc mà Noel nữa. Noel thì nó nóng quá chừng luôn mà không hiểu sao chuẩn bị Tết thì nó mát. Chị em mình đã gần đến địa điểm rồi. Vẫn là ăn ở GS25 nha mọi người. Nhưng mà kỳ này hai chị em mình sẽ ăn 100k với chủ đề là màu đỏ. Tại vì gần Tết rồi mình phải ăn cái gì nó đỏ đỏ cho nó hên nè. Tới rồi. Trời ơi cái khu này đẹp lắm luôn á mọi người. Chị Nhung mới thiệt đó là không hiểu sao chị Nhung rất là thích GS25 dù là đã ăn ở đây 3 lần rồi đó. Thiên Thư có thích ở đây không? Ở đây hả? Để đây view đẹp lắm luôn á nha. Một lát chụp hình ngoài đây là siêu đẹp luôn á. Đó là lý do tại sao hôm nay chị Nhung mặc đồ đẹp đó nhỉ? Đúng rồi. Let's go. Chị Nhung thích ở đây á vì cái là ở đây người ta không có khó khăn cho mình là khi mà mình quay clip. Còn những cái siêu thị mini khác á thì vô là người ta không cho mình quay. Đó, mà ở trong này thì cũng rất là nhiều đồ nữa. Ok, bây giờ ai sẽ là người đi lựa trước đây? Các bạn có thấy màu tóc mới của mình đẹp không? Đẹp, chị hay khen luôn rồi đó. Mọi người hãy comment bên dưới nha. Có nhiều bạn hỏi là Thiên Thư nhuộm màu gì. Em nói luôn cho các bạn biết đi. Màu này là màu nâu lạnh và ánh khói các bạn. Wow, xịn quá ta. Hôm nay mình chưa gội đầu cho nên đầu của mình nó hơi bớt tí. Các bạn có gì đầu mà mới nên nó bớt. Chị hai thấy vẫn đẹp mà. À ok, đẹp rồi nè. Đẹp rồi đó. Hôm nay nói chung là chị Nhung nói mình là mình sẽ làm thử thách là ăn những cái đồ nó màu đỏ thôi. Mà chỉ mua được 100k thôi nha. Ừ, ăn chỉ nhiều mặt. Để suy nghĩ nha. Mình thì ăn quá nhiều mà các bạn luôn rồi cho nên mình không ăn nhiều. Ê đừng đi nhiều quá nha, cho em mệt lắm luôn rồi đó. Hân hạnh phục vụ quý khách. Nguyên cái hàng bánh là thấy mê rồi đó. Trời quá trời luôn. Thế là mình quay lại quầy mì cái kỳ ghê con này. Ê chị Hân thấy màu đỏ là dễ mua nhất luôn á. Chị Nhung thấy là cái quầy toàn là màu đỏ nhiều không á. Ok. Hôm nay mình hơi bị đau bụng nhưng mà mình sẽ lấy thôi. Trời ơi, đáng lẽ hôm nay tưởng là Thiên Thư không có đi ăn khuya với chị Nhung được đó. Ai về đâu có liều thuốc vô là hết đau bụng. Xúc xích. Wow, màu đỏ luôn nha. Hên nha. Mình phải chọn những nào màu đỏ, đỏ chét luôn cho năm nay của mình nó hơn. Cười hoài. Chị Hai thấy em nói vậy, chị Hai thấy vui quá. Red Bull nó có cái đồ màu đỏ không vậy? Có con bò màu đỏ kìa. Không, cái đó là không phải là màu chủ đạo cho nên mình không được tính. Thì em cứ mua đi, em thua. Ê, có màu đỏ. Đào, cái đó cũng là kiểu tăng lực á. Ngon không vậy? Chắc ngon. Mình phải uống cái này để tối nay mình học bài. Trời, tội nghiệp ghê, đi ăn khuya về xong tối còn phải học bài nữa chứ. Không phải, tại vì hồi nãy mình định học rồi nhưng mà mình không có tâm trí để mình học, mình cứ... Được mua mấy này không? Nè, mua bằng chải không? Ăn xong về tối đánh răng. Tùy em mà, em muốn mua gì em mua, 100k thôi. Đúng không? Ừ. Hình như ở đây không có gì đỏ. Cái này cũng không màu đỏ. Cái này màu hồng.
mình không thể nào bỏ qua nó được. Có 16.000 thôi. Rồi, mua gì giả? Trước tiên thì mình sẽ lấy cái giả là đi siêu thị. Hồi nãy khi mà đi qua đây là chị Nhung thấy cái hàng bánh này chị Nhung khoái rồi. Đó, chị Nhung thích ăn cái bánh này lắm. Ôi là bánh bánh mát, khoai tây, vị bò nướng. Rồi, mình sẽ qua mình lượm mì nha. Tối ngày đi ăn mì. Dù là đã mập rồi đó. Đây nè, đây có cái mì. Đây là mì cây hộp màu đỏ. Hai nghĩ cái đó hai có ăn được không? Sao vậy? Được chứ. Cái đó rất cay luôn á. Bây giờ mình sẽ thử thách ăn cay. Mua cho tôi gói cho Thiên Thương nha. Đâu? Ủa sao mua? Thôi mua chi? Kỳ cục. Hồi nãy em mua bánh này rồi, giờ chị hai mua cái này. Em mua bánh đó đó. Thấy hả? Ừ. Ồ, nếu mà mình mua nữa thì sẽ nói mình bắt trước. Cho nên là mình sẽ mua cái này. Rồi bắt trước. Cái này không phải màu đỏ. Ủa đây phải màu đỏ hả? Hồng, màu hồng. Ờ, này hồng hồng đỏ. Định cãi rồi đó. Ê, được chơi nè. Ủa có sai chủ đề không vậy? Được, màu đỏ là được mà. Kem nè. Ê, kem trân châu dâu phô mai. Quên rồi, chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ mua thêm xúc xích với lại nước nữa là được. Ok. Ôi đẹp quá vậy. Ừ. Nói chung là ăn mì là phải có xúc xích thì mới ngon. Không phải màu đỏ chị Nhung. Ủa, không phải màu đỏ. Ở cái xúc xích ướp gà này có vẻ nó lạ nè. Mà mình không được ăn. Mình hãy lấy xúc xích viết xăng bổ dưỡng. Ăn không hết thì đem về cho đếp tiên vậy. Chị Nhung nghĩ vô đây đủ chưa ta? Ồ nhìn vô đỏ rực luôn á mọi người. Đủ. Ok ha, tính tiền ha. Chị ơi tính tiền giúp em ạ. Wow, toàn là đỏ thôi. Bây giờ mình sẽ qua đây mình xem giá tiền nha mọi người. Cho 15 rồi, hai thua rồi. Thua rồi. Bao nhiêu ạ? Đúng 100 luôn. Trời đất ơi, 157.000 mọi người ơi. Vừa lắm. Mọi người ơi, buồn quá à. Tổng cộng tới 157.000. Thiên Thương đó chị Nhung thua rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã mua rồi thì mình không nên trả lại. Mình chơi là mình phải sòng phẳng đúng không mọi người? Cho nên là coi như cuộc chơi này là chị Nhung thấy là chị Nhung bị out ra khỏi cuộc chơi rồi. Dạ cảm ơn chị. Chị tính liền cái giỏ này giúp em ạ. À. Trời đất ơi. Nhìn kỹ mua xà bông Omo luôn mọi người. Hồi xưa nhà đâu có thiếu xà bông đâu em. Màu đỏ. Màu đỏ. Trời ơi 61.000 rồi. Rồi 80.000 rồi. 86.000. 98.000. Rồi xong cái bịch Omo á. Ngựa đi mua xà bông Omo. Tiền rồi. Và cuối cùng hai chị em mình đã ra ngoài để chuẩn bị vào nấu mì rồi. Bây giờ mình sẽ bày đồ ăn ra bàn nha mọi người. Chị kem này chắc nghi gỡ vô trong đó lại quá ta. Wow. Rất vui bị dâu hả? Vậy hả? Bị dâu hả? Đâu biết đâu. Chị hai thấy là mình mua màu đỏ cái mình thấy có không khí Tết quá ha Thiên Thư ha. Hai chị em mình ăn mì ly nên rất là tiện nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vào nấu mì trước cái đá. Đi ra xong rồi lại đi vào. Được cái là ở trong này rất là tiện nha mọi người. Chị nấu sao vậy? À, em đổ ở đây bánh vô. Phải cho Thiên Thư ra ngoài canh đồ chứ hồi nãy giờ hai chị em để đồ ngoài đó. Lỡ mà vô đây nấu mì khi mà đi ra ngoài thì cái bàn sạch sẽ hết là không có gì ăn luôn á mọi người. Cái bịch này nó siêu cay luôn nè. Xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần đậy nắp lại và chờ khoảng 5 phút là đã có ăn rồi đó. Wow, và mì của tụi mình đã có rồi. Ê, em ăn em bỏ thêm kim chi gì vô đi. Em bỏ thêm vô nó mới ngon. Cho chị hai miếng kim chi luôn nha. Không cho hả? Tình chị em cắt nước từ đây sao? Buồn quá mọi người. Xin em mình có miếng kim chi mà nó không cho mình ăn. Thôi mình bỏ xúc xích vào vậy. Sao? Suy nghĩ lại rồi hả? Có cho không? Suy nghĩ lại rồi đúng không? Có ăn hay không? Ăn chứ, ăn cái xinh đó. Ở nhà hai chị em mình á, lúc nào cũng có nhau hết á. Ê vừa thôi, cho gì cho quá vậy. Tốt cũng tốt vừa thôi chứ. Ê cái tô của hai nhìn nó không thoáng hơn cái của em á. Em mở này ra luôn đi. Đó, ok, được rồi đó. Trời công nhận là phải nói là có kim chi vô nó ngon hơn á mọi người. Em ăn xúc xích không hay cho em xúc xích? Em có xúc xích à. À vậy hả? Cảm ơn nha. Em không công nhận chưa thấy cái chỗ GS25 nào mà có cái view đẹp vậy luôn á. Trời mọi người không nhận là nè, phải nói em chỉ hai nè. Hai làm gì ghê quá. Ủa thì hai thích ăn cái kiểu mà nó dài dài vậy đó, nó ngon. Mình tự cắn. Còn cái này là em làm sẵn hết rồi, nó không có gì hấp dẫn hết trơn á. Rồi mâm mâm thôi. Trời đói quá rồi. Của mình rất là đầy luôn. Các bạn ly của mình hình như là các bạn có thể thấy được ly luôn á. Ngon. Ngon lắm kìa. Nhưng mà hơi cay nha. Cay quá, cay quá. Ngon quá. Có kim chi ngon ha. Nói chung là hôm nay á, hai chị em của mình á, không có hoàn thành
thử thách, nhưng mà tính ra ngon mà vui. Tại vì cái màu đỏ là cái màu may mắn, và hai chị em mình cũng mong là năm nay những bạn nào mà là fan của tụi mình á và xem video clip của tụi mình á thì cũng được nhiều may mắn trong năm nay nha. Hy vọng là sẽ được nhiều tiền lì xì, sẽ sớm có người yêu. Nói đến người yêu thì năm nay chị Nhung cũng chúc cho em của chị năm nay sớm có người yêu nha. Kỳ mới nói câu đó, trời ơi tôi chúc đàng hoàng luôn á mọi người, mà coi kìa coi mặt kìa, cái kiểu giống như bất cần đúng không? Nói vậy thôi, với lòng của chị Nhung không có muốn em chị Nhung có người yêu đâu. Ủa vậy hả? Tại vì sao không, lỡ mà có người yêu á, đi theo người yêu bỏ chị Hai thì sao? Bởi chị Hai buồn, hiểu không? Cho nên là chị Hai không muốn em có người yêu là vậy đó. Bởi ai mà yêu Liên Thư đừng có yêu nha, yêu vào quan sát của chị Hai đó. Vui rồi các em ơi. Ê, nhưng mà ăn cho em thấy tỉnh ngủ không vậy? Tỉnh. Ừ. Ăn có thấy tỉnh. Ừ. Mình sẽ khui nước ngọt uống nha. Cái này hồi trước là shop gì có nhập về bán nè, uống rất là ngon dù là rất là mắc. Một cái ly, một cái hộp này hình như 40.000 hay nhiêu á. Bởi nãy á bị cái này nè mà chị Nhung mới không? Ừ. Đúng rồi. Ngon. Thiên Thư bình thường là thích Coca-Cola lắm mà sau này đổi qua Red Bull. À em muốn tăng lực đúng không? Hay à, không hồi nào. Các bạn cũng sẽ không hiểu tại sao mà em đi học buổi tối. Thật sự là chị Nhung cũng không muốn cho Thiên Thư học buổi tối như vậy đâu. Khuya quá rồi, em mình học vậy là mất sức lắm. Nhưng mà Thiên Thư nói ban ngày Thiên Thư học không có vô. Mình không hiểu tại sao càng tối mình học lại càng vô mà buổi sáng mình không học vô luôn á. Ừ. Không biết là có ai giống Thiên Thư không? Nếu mà có thì cũng để lại bình luận cho Thiên Thư biết nha. Giống như hai chị em mình á là ăn khuya là thấy ngon, ban ngày ăn lại không thấy ngon. Những bạn mà tuổi Thiên Thư á, 12 tuổi trở lên đúng không? Là đã chích 2 mũi chưa ha? Thiên Thư thì mới chích có 1 mũi hả? Mà em mới đi chích 1 mũi. Mà đặc biệt Thiên Thư hay nha, sức khỏe Thiên Thư tốt thiệt luôn á. Chị Nhung thấy là mọi người như chị Nhung mà chị Nhung chích về là chị Nhung sốt nè, rồi nhức đầu, nặng cái đầu lắm luôn. Nhưng mà còn Thiên Thư không bị hết, chỉ bị nhức tay, sệ tay hả? Ok, và hai chị em mình đã ăn xong mì rồi. Bây giờ chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ ăn kem, còn em ăn gì? Em sẽ ăn snack. Mình còn quả táo nữa các bạn, nhưng mà mình sợ là mình ăn không ăn hết rồi. Cái cây mà. Liếm. Ngon quá à. Ở trong này nó có chân châu nè mọi người. Trời ngon quá. Không phải là chân châu dai nha, mà nó giống như là thạch vậy đó. Rất là ngon luôn. Đúng rồi đó, cái đùi gà. Ngày trước shop gì bán nè. Em biết, em có mua. Thấy ngon đúng không? Thấy ngon lên luôn. Trời, chị Nhung nói mới có vậy thôi mà nó xâm xí chị Nhung ghê luôn. Ở cái mặt xâm xí ghê luôn. Hôm nay nhờ đi này mà chị Hang biết là thêm một loại kem ngon. No chưa? Cũng no rồi đó. Nhưng mà tính ra hôm nay á mình mua nhiều tiền hơn những lần trước. Ủa nhưng mà cái số lượng không có nhiều. Thì mình mua lượt xịn. Đúng rồi, tính ra là mua hộp mì, xúc xích, kim chi, rồi kem. Coi như cũng muốn hết món luôn rồi đó. Một dạ Omo nữa, mắc cái cả đông này nè. 40 hả? Em cũng rảnh lắm ha. À, chị Nhung còn 2 bịch snack luôn. Nói chung là mình phải nên thử hết đi em. Còn ăn không hết thì mình đem về. Cái này là của chị Hai, do chị Hai. Em ăn hết chưa? Em no quá. Cái táo em ăn đi. Để về nhà. Không được, phải bắt buộc. Đúng không mọi người? Khi mà mình mua là phải ăn. Không, bắt buộc. Về nhà ăn vẫn được. Chị Hai không bắt em ăn bột giặt là hay lắm rồi đó. Tại vì em mua bột giặt mà em. Không có bắt buộc, miễn sao có ăn là được. Ngon quá. Chị Nhung rất là thích pha tay chiêu quá. Cái này nha, mà mình xem phim á, mà mình ngồi mình ăn á, bá trái luôn. Các bạn đã xem cái video TikTok nhảy của chị em mình chưa? Nếu mà chưa thì các bạn hãy lên TikTok ID là Việt Thiên Thư để mà xem nhé. Chị mình đã nâng tạ để mà làm cái video đó rất là cực nhọc để cho các bạn xem, cho nên là các bạn nhớ xem nha. À, và mọi người cứ lên xem, cái mặt của Thiên Thư rất là đáng yêu, yêu lắm luôn á. Xem một cái là yêu liền, yêu liền. Nhớ xem nha, nhớ xem nha. Món cuối cùng các bạn luôn á, mình chưa bao giờ mình thấy ai mà ăn lâu với chị mình luôn á. Đây, bởi vì cuộc đời của Hai không có em mà không có được. Rồi ok. Chị Hai thấy là mình đi chụp hình đi ha. Xong cái món này á, chị Hai cảm thấy là đã no rồi. Em chụp hình cho Hai. Ok, bây giờ hai chị em mình sẽ đi chụp hình đây. Yeah. Đây, mình ăn xong thì mình phải dọn dẹp sạch sẽ. Có một cái thùng rác rất là lịch sự ở đây. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ chụp hình với cái con đường này nè mọi người. Okay, xe nhiều. Rồi, xe vô chị Nhung ơi. Rồi, coi mình chụp nè. 2 3 3 3 đẹp. Trời, gần 1 giờ rồi mọi người. Nãy giờ Thiên Thư chụp cho chị Nhung cũng khá là nhiều hình đẹp luôn á. Hôm nay thì được Thiên Thư khen là cái bộ đồ này phù hợp với không gian nơi đây. Rồi đẹp quá nha. Ủa quên, mình tự sao mình tự khen vậy? Thiên Thư thấy có đẹp không? Bây giờ cảm ơn em nha. À, rất là nhiều góc luôn mọi người. Ok mọi người ơi, vậy là video clip ăn khuya của hai chị em mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ 1 giờ rồi thì Nhung nghĩ là về đó tầm 15 phút thôi là Thiên Thư sẽ bắt đầu học đó. Cho nên là tạm biệt mọi người sớm nha. Hẹn gặp lại ở video sau. Chị Nhung love you. Chị Nhung love you.